Xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm này của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Nhà xuất bản Kim Đồng Một Khi bọn Bảo Kim tới Bắc Cung thì hội mới bắt đầu khai mạc. Với Chúa Tỉnh Đô, hội Trung Thu lại càng náo nhiệt và năm nay hội tưng bừng hơn cả mọi năm được vào đây chỉ có những người trong hoàng gia những người ngoài phủ chúa những quan to những mệnh phụ những tiểu thư và cả những thư sinh cũng được vào muốn thưởng công những chiến sĩ đã chiến thắng quân nguyễn ở phú xuân chúa đặc biệt cho cả những quan võ được dự vào cuộc vui rất trọng thể này hồ long trì đã thành một nơi bồng lai mộng mảo cách biệt với phàm trần hồ rộng hơn nửa dặm, thả rất nhiều sen ấu. Bên hồ có đắp những ngọn giả sơn rất to bằng đất hoặc bằng đá. Trong hang, trong hốc, hoặc trên đỉnh, hoặc dưới chân, hoặc trước, hoặc sau ẩn ẩn, hiện hiện, có những chàng tương như, hay những gã tiêu lan ngồi hòa nhạc, ăn mặc ra vẻ tiên phong đạo cốt. Núi vọng ra những tiếng bổng tiếng chìm, tiếng ti, tiếng trúc, nghe lả lướt du dương bờ hồ trên cành hàng mấy trăm gốc vùi dung dương liễu có treo muôn thứ đèn lồng bằng gấm vóc những đèn ấy đều do chúa tỉnh đô sai cung nữ chế ra tinh khéo tuyệt vời mỗi chiếc đáng giá mấy lạng bạc xa trông như muôn vàng sao lốm đốm sáng và bàn bạc khắp nơi tô điểm thêm lên là ánh trăng rằm trăng không trong, hơi đục, nên cảnh sắc càng thêm mông lung phiếu diễu. Đường đi, bóng cây in xuống, khi xóa, khi hằng, theo với gió thu. Trời chưa mát, nhưng cũng không nực lắm. Hai bên đường, hoặc dựa vào chân núi, hoặc nối liền hai ngọn núi, hoặc dựng trên sườn, hoặc dựng biệt lập một nơi. Có những cửa hàng bán khắp đồ tạp hóa phương Nam, phương Bắc, cho chí thịt quả rượu nem không gì là không có những quan nội thị đều chít khăn vuông ăn mặc như đàn bà họ giữ việc bán hàng nhưng họ có bán đâu bọn cung nữ đi đi lại lại trong chợ tha hồ mà cướp mà mua không hỏi giá cả gì họ tranh nhau lấy những tiếng hàng rau hàng cá mà nói chua nói chát lẫn nhau những mệnh phụ những tiểu thư cũng bỏ thói đài cát ăn mặc trá hình người quen không nhận ra nhau được đi lẫn lộn với bọn trên hoặc mua hoặc bán lời ăn tiếng nói cũng rất là phóng túng theo ý chúa trong đêm duy nhất này người ta sẽ sống thực tự do nô đùa thực xuồng xả không biết tôn ti trật tự là gì nữa và sau cuộc vui hỗn hợp này ai lại trở về bổn phận nấy có chăng nữa chỉ còn giữ chút hương vị cuộc vui như một giấc mộng vàng chúa tỉnh đô chưa ngự tới nhưng người mỗi lúc một đông sáu người bạn bảo kim cảm thấy cái thú cuồng dại đi bên muôn thức bông hoa phần nhiều đội lốt những đàn bà con gái nhà quê nhưng vẫn không sao giấu được vẻ phong lưu quý phái duy có bảo kim là thờ ơ hết cả năm ngoái chàng cũng có cái cảm giác mê ly như chúng bạn chàng nhưng năm nay chàng khác hẳn mắt chàng chỉ tìm kiếm một người mà đã sáu tháng nay chàng trộm nhớ thầm yêu chàng chắc rằng trong đêm hội này thế nào nàng cũng ra dự nhưng đi đã lâu mà chưa gặp chàng dừng lại bên một cây dương liễu mơ mộng nhìn ra long trì xem ánh trăng đậu trên những lá ấu sen các bạn vốn yêu bảo kim nên cũng đứng lại theo chàng lưu sĩ trực mãi tặng một thiếu nữ đi qua một cụm hoa sen thấy các bạn xúm quanh bảo kim bèn quay lại hỏi đang vui đứng lại là cái gì đêm này một khắc là một nén vàng bỏ qua thì thiệt lắm trông kìa đi mau đến vừa nói vừa lấy tay chỉ phía bên kia hồ Chỗ ấy sáng bật hơn mọi khu vì đèn lồng và đèn xếp rất nhiều. Một chiếc túi theo ném trúng ngực bảo kim giữa những tiếng cười của một bọn thiếu nữ ăn bận lối con gái làng liêm. Người thanh niên cúi xuống nhặt lên xem. Thì là một túi đựng hai miếng trầu mùi thơm thoang thoảng. Đáng nhẽ như mọi năm thì chàng đã sấn lại treo bọn thiếu nữ, mở túi ra lấy trầu mời mọc và bắt đầu một câu chuyện tình dứt ra không hết nhưng năm nay chàng bỏ qua chàng cũng chẳng để ý xem ai đã vứt túi lãnh đạm và tàn ác chàng tới gốc cây dương liễu buộc túi gấm vào một đầu cành rồi buông cho cành là xuống mặt nước trần thành người bộc trực nhất trong bọn hỏi anh làm gì mà giận dữ người ta thế bảo kim cười đáp lại coi thường hết cả bọn con gái lấy làm phật ý vì thái độ ghẻ lạnh của chàng một người vốn mộ văn chương của bảo kim và đã sắm một chiếc quạt lụa nan ngà định xin chàng một bài tứ tuyệt thấy cử chỉ chàng như thế đành giấu chiếc quạt vào trong bọc các bạn dục giả đỗ tuấn giao xinh đẹp như cô con gái gắt gỏng hỏi bảo kim thế nào bắt người ta chết đứng cả đây à suy tình nên tính quẩn có đi thì mới tìm thấy bạn trăm năm ai người ta làm cổ sẵn cho mình bảo kim tự biết làm phiền các bạn chàng nói các anh tha lỗi cho tôi lãng quên mất vậy ta đi nào họ lại rẽ sóng giai nhân thẳng chỗ sáng nhất mà đi một cái vỏ chuối ném vào giữa mặt bảo kim Tiếp theo một tràng tiếng chua ngoa. Danh sĩ Bảo Kim sang năm đi thi thì trượt nhé. Bảo Kim lấy khăn tay lau mặt, thản nhiên không nói gì. Nhưng khi bỏ chiếc khăn tay vào túi, nhìn phía trước mặt, chàng bỗng rú lên một tiếng vui mừng. Dựa vào chân một cái giả sơn rất cao là một ngôi hàng rất xinh và sáng sủa, bán rượu, hoa quả và bánh trái trên tường treo la liệt những câu đối những bức tứ bình mấy cây dương liễu trước nhà rủ xuống những dải lụa trắng bay phấp phới theo chiều gió chủ hàng là một thiếu nữ kiều mị quỳnh hoa quận chúa ái nữ tỉnh vương người mà bảo kim mơ ước trước cửa hàng khách đã ngồi đầy phần nhiều là những thi nhân mặc khách một bọn thị nữ ra tấp nập bán hàng quận chúa trạc mười sáu mười bảy tuổi nàng hơi xanh dưới ánh trăng thu người hơi gầy nhưng vẽ thanh tún nàng bận chiếc áo vải đồng lầm chiếc khăn vuông mỏ quạ mắt nàng chợt gặp mắt bảo kim chàng ngoảnh đi và nàng cúi gằm mặt xuống đỗ tuấn giao hóm hỉnh nói đích thị rồi quỳnh hoa quận chúa hoàng đình nghiễm người nhiều tuổi nhất trong bọn hỏi. Vào chứ anh Kim. Rồi Trần Thành, Lưu Sĩ Trực và hai người nữa là Vũ Hoành, Lê Bá Hổ cùng phá lên cười, khiến cho các cúng sĩ ngồi trong hàng đều phải ngoảnh ra. Bảo Kim còn đang lúng túng thì hai người thị nữ cũng ăn mặc quê mùa cầm đèn lồng bước lại, kính cẩn thưa. Xin mời liệt vị vào hàng xơi nước nhân gặp tiết thu cô chúng tôi có mở một ngôi hàng nhỏ để được tiếp các văn nhân và tập đòi thi lễ nay trường bút chiến mới bắt đầu mời liệt vị cùng vào dự cuộc cho thêm phần long trọng cả bọn đồng thanh nói xin đa tạ lĩnh ý anh em bảo kim theo hai người thị nữ bước qua thể môn trên treo một cái đèn tuyệt mỹ có đề ba chữ quần anh hội bọn văn nhân ngồi trước cửa hàng có đến hai ba chục người trước mặt người nào cũng có văn phòng tứ bảo thấy có khách lạ họ đứng dậy thi lễ nhưng khi nhận kỹ ra là bọn bảo kim người nào người ấy đều có ý gờm gờm một người còn lẩm bẩm chúng nó vào thì mình còn mong giật giải giật lèo làm sao được trong chốn kinh thành bọn bảo kim đã lừng danh hay chữ bảo kim lại trội hơn cả anh em người kẻ chợ đã tặng cho chàng tiếng danh sĩ tuy còn ít tuổi nhưng chàng đã bác lãm quần thư nghị luận giỏi văn chương tao nhã bảy anh em đến ngồi quanh một cái kỹ thị nữ bưng một cái đĩa sứ lớn đầy hoa quả và một khay bạc đầy bánh trái một người lễ phép thưa xin liệt vị chiếu cố bảo kim nói trước khi nhận quà ban tặng xin cho dự trường bút chiến đã chúng tôi có hai bàn tay trắng đến đây chỉ có chút quà văn tự tặng chủ nhân xin cho dự cuộc quỳnh hoa đã tới trước mặt nàng tươi cười nói đây là chút lễ tiên kiến đối với cao sĩ, vật mọn này chỉ khiến kẻ yêu văn thêm thẹn. Liệt vị hãy chiếu cố cho. vả liệt vị đến chậm, nên đợi cuộc thi sau. Trong trường văn phải lấy chữ công bình làm cốt. Lời nói nhẹ như tơ, tự nó có một nhạc điệu tuyệt vời. Bảo Kim đứng ngây nhìn người mà chàng vốn hâm mộ tài sắc. Trước kia chàng mới có hân hạnh nhìn trộm nàng ở xa, không ngờ nay lại có cái diễm phúc được tới gần người ngọc. Mắt chàng ngốn cái sắc thanh kỳ kia, lòng chàng hồi hộp, chàng muốn nói mà không sao nói được. Từ chỗ giả sơn cạnh đấy, một bài lưu thủy do một chàng tiêu nào đưa lại, như lôi hồn chàng theo dòng suối thiên thai. Hoàng Đình Nghiễm thay mặt anh em vòng tay thưa. Tiểu sinh chúng tôi đến chậm đã là một tội lại để lỡ một dịp ca tụng trăng thu và sắc đẹp của nữ chủ nhân chẳng hóa ra lại thêm một tội nữa xin nữ chủ nhân cho thi ngay đỗ tuấn giao nói xin nữ chủ nhân cứ cho phép dù làm dở bài mang tiếng dốt chúng tôi cũng xin chịu quỳnh hoa nghiêng mình đáp đó là quyền liệt vị tôi đâu dám ngăn cản đầu đề là trung thu long trì dạ hội phú thể lưu thủy văn phòng tứ bảo đã đem bài trên kỹ các bạn bảo kim bắt đầu cấu tứ chung quanh chỉ thấy những nét mặt trầm ngâm vài người đã hí hoáy viết trên giấy hoa tiên bài ra dễ nhưng văn cũng dễ sinh sáo quỳnh hoa đã lui đi đâu mất Chàng còn say đắm sắc đẹp và hương thơm của giai nhân. Lòng chàng tràn ngập một mối tình bồng bột. Chàng lẳng lặng đứng dậy, bước ra khỏi hàng. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, duy các bạn chàng biết tính. Chàng trèo lên một ngọn giả sơn cao, bao quát cả Long Trì, xa xa là Bắc cung lẫn trong bóng tối. Cả cái lộng lẫy của đêm hội Trung thu, trăng lồng bóng nước, đèn ẩn cành dương, giọng nói, câu cười, tiếng ca, tiếng quảng. Toàn thể mơ hồ như một giấc chim bao. Cả một cuộc tao phùng với khách giai nhân và một mối tình chân thành không bờ, không bến. Chàng chợt thấy thời khắc mong manh, lưu luyến đêm vui, và hồn thơ đột nhiên giàu dạt. Quỳnh Hoa lấy làm lạ, nàng lo ngại cho Bảo Kim nàng lại tự trách có điều chi sơ suất khiến chàng phật ý nàng mới gặp chàng mấy lần nhưng đã nghe tiếng chàng nhiều lắm đối với chàng công tử phong lưu ấy nàng rất có nhiều thiện cảm hơn nữa một mối tình u uẩn trong ngày hội này nàng mong gặp chàng và mong nhất được chính mình thưởng thức tài văn chương lỗi lạc của chàng nàng lo sợ không có cái may ấy nhìn một loạt những người đang múa bút làm văn, nàng chỉ thấy toàn một hạng tầm thường, khí cục ti tiểu, kém bảo kim xa. Nhưng bảo kim đã trở vào, chàng như hiện thân của cảm hứng. Mọi người ngẩng đầu nhìn chàng, lo sợ một sự kỳ dị. Chàng về chỗ, chậm rãi mài mực, dầm ngọn bút lông, rồi say sưa như một người đánh bạc. Chàng cắm đầu thảo chỉ một loáng ba tờ hoa tiên đã đặt và bài phú đã thành khi chàng đề lạc khoản xong thì đã có nhiều người đem quyển nợp chàng nén lòng chờ các bạn cùng đem lên một thể quỳnh hoa chuyển giao hơn ba mươi quyển vào trong vườn sau một nơi tịch mịch và u nhã ở đó có hơn mười vị đại khoa đang ngồi uống trà bên khói trầm nghi ngút nàng vốn là một tay giỏi về thi phú. Nhưng tự biết còn trẻ, ý tứ còn nông nổi, không thể thưởng thức hết được những án văn của các danh sĩ đất thần kinh. Vì thế, nàng mới xin tỉnh vương tuyển giúp nàng những tay lão thành hay chữ để chấm văn thi. Các cụ là chân đại khoa nên xem văn rất chóng. Chấm đã được hơn 10 bài, mặt quỳnh hoa chợt sáng lên nàng thấy quan thị lan ngô thời sĩ cầm lấy quyển mà nàng biết ngay là của bảo kim có lẽ chỉ duy có chàng viết thảo ngô thị lan cau mặt nói có được phép viết thảo không không được một cụ đáp nhưng nét bút tươi và tung hoành xem mấy câu đầu thì thật là tài ba lỗi lạc cụ bỗng cầm bút son khuyên lia khuyên lịa quỳnh hoa sung sướng. Ngô Thị Lan là chân bắt đầu trong cõi văn chương thời bấy giờ. Cụ đã khuyên chắc văn phải cứng lắm. Cụ bỗng quăng bút nói to. Thiên cổ kỳ tài, bọn mình không sánh kịp. Hay lắm, hay lắm. Không muốn chấm những bài khác nữa. Khí hùng kính như phú A Phòng, đài cát như tự đằng vương cát, nhẹ nhàng phiêu giật như phú xích bích thật là lời gấm, lời vóc, suối ngọc, kho vàng. Tuyệt phẩm văn chương, nói không hết được. Rồi cụ lanh lãnh ngâm bài phú của Bảo Kim cho các bạn nghe. Quỳnh Hoa cảm thấy cái thú tuyệt kỳ nghe bài văn tao nhã, sáng dịu như vần trăng, nhẹ như gió thu, dần muôn tiếng nhạc, kêu vạn lời tình. Ngô Thị Lan nhấp chén trà nói. Cả một đoạn sau cùng, sau khi tả hết cuộc vui, buông lời nhớ tiếc. Tưởng bóng giai nhân, bùi ngùi cho thân thế, cảm khái nồng nàn chí tình chí thiết, thật mà không thô, tình tứ mà không dâm, lời đẹp mà không sáo. Quay hỏi Quỳnh Hoa Chỉ tiếc bài phú này viết thảo, chẳng hay quận chúa nghĩ sao. Quỳnh Hoa nói Văn chương là phần chính, tôi không bắt buộc viết chân phương, xin Thị Lan và các quan cứ xem văn mà đánh giá. Thị Lan nói, Quận chúa dạy thế là phải. Một lúc sau, chấm xong, các quan theo Quỳnh Hoa ra ngoài hàng. Bọn văn nhân đang ngồi hỏi nhau về chữ, vặn nhau về điển, hoặc ăn bánh, hoặc uống trà. Thấy các quan và quận chúa đi ra, đều một loạt đứng dậy ngô thị lan nói xin liệt vị an tọa nhân đời thịnh trị ta mới có cuộc vui tao nhã này chúng tôi được chấm văn anh em đây thật là một điều đặc hạnh chúng tôi đã lấy bài phú của bảo kim nhất đáng lẽ thì bài ấy không trúng cách vì viết thảo nhưng thể theo lời nữ chủ nhân đây chúng tôi cứ xem văn mà đánh giá chúng tôi sợ là có tuổi ý kiến hồ đồ vậy xin liệt vị chọn lấy một người có giọng tốt ta cùng bình bài phú ấy và thưởng thức một án văn hay trong đêm trăng thanh gió mát này các vị nghĩ sao mọi người thấy ngô thị lan thì chắc chắn là sự chấm văn không có gì nhầm lẫn huống chi họ vẫn phục tiếng bảo kim nên thấy giải nhất về chàng không ai lấy làm lạ một người nói triều đình còn lấy những lời cụ lớn làm khuôn vàng thước ngọc huống chi là bọn ngu muội như anh em chúng tôi chúng tôi biết đỗ tuấn giao là người tốt giọng xin cử anh ấy vào việc bình văn phải lắm phải lắm xin cử đỗ tuấn giao bảo kim như cuồng dại chàng có cần chi giải nhất nhưng được để ý trước người đẹp mà chàng mơ ước chàng say sưa sung sướng hơn ông tiến sĩ vinh quy huống chi lại được chính Quỳnh Hoa bên vực mình, chàng thấy chạy trong thớ thịt một nguồn vui tươi sáng. Đỗ Tuấn Giao đã tiếp lấy bài phú và cất tiếng sang sản bình văn. Cử tọa trước còn xôn xao, nhưng sau bị lôi cuốn bởi câu văn hay, ý tưởng cao siêu, cảnh tình như vẽ, và nhất là bởi cái nhạc điệu tuyệt luân của nó khiến cho bài phú thành hẳn một bản đàn réo rắt. Quỳnh Hoa chỉ lo bài phú hết. Và Bảo Kim trầm ngâm nghe bạn đọc, thỉnh thoảng lấy làm ngạc nhiên vì nhiều câu xuất ư ý ngoại, chàng tưởng như mình không sao đạt được. Tuấn Giao đọc xong, trong bọn cống sĩ có người thở dài nói Thật là thần bút. Tô Đông Pha sống lại cũng không thể làm hay hơn được. Giải nhất thật là xứng đáng. Chúng tôi còn lâu mới có cái bút lực siêu phàm như thế nói chưa dứt lời chợt có tiếng kêu thất thanh và cảnh long trì bỗng ồn ào như chợ tiếng ca quản im đi bọn phụ nữ chạy tán loạn lắng tai có tiếng kêu cậu trời cậu trời đấy chị em trốn đi quỳnh hoa bỗng tái nhợt đi nàng rú lên cậu trời khổ quá bọn cống sĩ nhiều người thất sắc Vài người đứng dậy. Bảo Kim vội vàng đứng lên. Anh em định chạy đấy ư? Không thể được, anh em hãy ngồi lại, ta đội ơn chủ nhân, không nhẽ lại bỏ đi. Người quân tử có bao giờ xử sự như thế? Cậu trời là cái quái gì mà anh em sợ? Tưởng như có một trận cuồng phong thổi trong đám hội, người chạy như ong. Tiếng kêu, tiếng thét, tiếng gọi nhau liên tiếp cả bọn còn đang ngơ ngẩn thì một thiếu phụ đầu tóc rũ rượi chạy vào hổn hển ai cứu tôi với cậu trời một người chạy theo vào ấy là một gã trai trẻ người tầm thước mắt diều hâu lông mày rậm râu ria nhiều nhưng cạo nhẵn ăn mặc rất sang đi sau là một lũ gia nhân thảy đều cầm dao cầm gậy chỉ một bước người trai trẻ đã nhảy tới dậm chân lên mông người thiếu phụ, cười nói. Trói cổ nó đem về phủ cho ta. Hơi rượu nồng nặc xông ra theo lời nói. Người thiếu phụ ấy cố kêu. Lại cậu trời, còn là gái có chồng. Các quan chấm văn đã lui cả vào trong vườn. Duy có ngô thị lan đứng đấy thấy thế quát. Quốc cửu không được vô lễ người trai trẻ cười ngặt nghẽo. À, thị lan họ ngô, lão hủ nho. Mày không biết quan tham tụng tao đánh giữa đường còn cấm miệng như hến. Thứ mày đã đáng kể gì? Ký uất của bảo kim dâng lên tới cổ. Chàng bước lại, các bạn chàng theo sau. Bảo kim quát. Loài súc sinh, quân vô liêm sĩ, mau bước ra khỏi chốn này người trai trẻ lại cười ha hả a à, thằng nhãi con muốn vuốt râu hùm quân bay đâu đánh chết chúng nó đi cho tao tội vạ đâu tao chịu những tiếng dạ rang bọn gia nhân xông vào đập bọn bảo kim túi bụi quỳnh hoa vội chạy ra người trai trẻ bỗng lùi lại bị thôi miên bởi vẻ đẹp thanh kỳ một tên theo hầu nói thưa cậu Đấy là quận chúa Quỳnh Hoa. Người trai trẻ ngạc nhiên. Quỳnh Hoa quận chúa, ta không ngờ nàng lại đẹp nhường ấy. Thật là một vưu vật. Nhưng Quỳnh Hoa đã chạy ra, cất tiếng oanh phán. Cậu không biết đây là chốn nào sao? Ra ngay kẻo phụ vương đến bây giờ. Quận chúa đừng dọa ta, chúa thượng đến cũng thế mà thôi. Quỳnh Hoa giận sôi lên, người trai trẻ vẫn nhìn nàng chòng chọc, mắt say sưa. Nàng bỗng rú lên. Một tên gia nhân bổ giữa đầu đổ tuấn giao một tay thước, chàng ngã lăn xuống. Quỳnh Hoa lúng túng không biết xử trí ra sao. Cuộc hỗn chiến mỗi lúc một dữ dội. Bọn gia nhân dẫm cả lên người thiếu phụ một cách tàn nhẫn, xem chừng là bọn ấy thắng thế và một nửa văn nhân đã ôm đầu chạy trốn. Vừa lúc ấy, một người thanh niên đi vào, ăn vận lối võ quan, mép để ria, mình đeo gươm, trông có vẻ ngang tàn hào mại. Người ấy nói lớn, Xin quận chúa yên tâm, tiểu tướng xin giúp một tay. Nói xong, thản nhiên xông lại chỗ đánh nhau. Chỉ nháy mắt, chàng đã viết cổ người trai trẻ dúi xuống, và quát to bảo bọn gia nhân. Lũ kia, muốn sống thì buông tay ra, không thì tao giết chết chủ chúng bay. Người trai trẻ kêu. Trời ơi, đau quá, thôi đừng đánh nhau nữa chúng bay. Bọn gia nhân lùi cả lại, võ quan bảo bọn bảo kim. Các ông hãy nghỉ tay để tôi khu xử cho. Bảo Kim bỗng kêu anh nguyễn mại nguyễn mại vì chính là người võ sĩ nói kìa bảo kim nhưng hãy xếp cho xong câu chuyện này đã chàng kéo người trai trẻ đứng dậy anh dẫn bọn côn đồ bước ngay khỏi hội nghe chưa còn lẫn quất ở chốn này thì đừng trách ta là ác nghiệt người trai trẻ cực chẳng đã lủi thủi dẫn bọn gia nhân đi thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Nguyễn Mại một cách dữ dội và nham hiểm. Một người tự xưng là Dương Tuấn Nghiệp, chân ấm sinh, đến xin đem vợ về. Người thiếu phụ là một trang nhan sắc, nhưng mình mẩy bị thương rất nặng, chân tay không cử động được. Nàng ứa nước mắt nhìn chồng, phèo phào nói. Em tưởng không được trông thấy mặt anh nữa. Suýt chút nữa thì em thành người thất tiếc nhưng em xem trong mình cũng không sống được nữa đâu anh lấy cán cho em về mau trông thấy hai con em thực mang tội với chồng với con nhiều lắm nàng ôm bụng nhăn mặt hoa thổ ra huyết rồi mê man bất tỉnh nhân sự người chồng cũng khóc vực vợ lên chiếc cán của quỳnh hoa cho mượn rồi từ biệt mọi người quỳnh hoa thở dài chỉ tại Nàng muốn nói, chỉ tại phụ vương sủng ái đặng tuyên phi. Nhưng trước mặt mọi người nàng không dám nói rõ nỗi lòng. Xúc cảm và người ốm yếu, nàng rầu rầu vào trong hàng nằm nghỉ. Buổi dạ hội cũng vì câu chuyện cậu trời mà mất vui. Người về đã vợi đi, trăng cũng nhạt, và cảnh hồ buồn tênh. Bọn anh em Bảo Kim cũng ra về. Đỗ Tuấn Giao mặc sức tráng bưu còn pha trò. Chỉ vì kim mà tôi bị đánh, chẳng phải đầu, phải tai. Bảo Kim như kẻ mất hồn. Lúc ở hội quần anh ra, chàng còn ngập ngừng chưa muốn bước. Cảm tình chàng chứa, chàng thảo trên một giải lụa ba bài tứ tuyệt, đem buộc vào cành liễu, rồi mới rảo bước theo anh em. Nguyễn Mại nói, Bảo Kim thật là nòi tình, Bốn năm chinh chiến, tôi thấy lòng dục nguội như băng. Hiện chỉ có một hoài bảo là phụng thờ tổ quốc đem lại nền thống nhất cho nhà Nam. Bảo Kim đáp Anh mới là chân nam tử, bỏ văn theo võ, không ngờ anh đã trở nên một tướng tài. Trận đánh ở Phú Xuân, mưu mẹo đã cao, uy dũng lại thừa, chấn động cả miền Nam, làm rực rỡ cả Bắc Hà. Hoàng quận công cực lực tán dương anh, và chúa thượng gọi anh là hổ tướng. Nguyễn Mại gạt đi. Bỏ chuyện ấy đấy, chưa phải lúc nói. Các chú cho tôi biết cái thằng lúc nãy là ai. Tôi điên tiếc lắm và thấy các chú lúng ta lúng túng mà buồn. Bọn văn nhân thật là lũ vô ích, ngâm vịnh để làm gì? Qua cái bệnh ngâm vịnh, cái bã từ chương, này tôi khinh thường những thứ vô dụng mấy thằng ấy là ai mà nó hoành hành thế mà xem ý dân sợ nó như sợ cọp cả ngô thị lan cả quỳnh hoa quận chúa trần thành nói nó là đặng lân em đặng tuyên phi từ ngày đức tĩnh vương sủng mái tuyên phi việc triều chính mỗi ngày một nát tuyên phi quả là một trang khuynh thành khuynh quốc tĩnh vương chỉ vì say đắm tuyên phi mà làm toàn những điều bất chính bao nhiêu lời can gián đều vô hiệu cả. Việc gì cũng nghe tuyên phi. Chúa là người hiếu hạnh thế mà bên tuyên phi đến cưỡng cả lời khuyên của Thái Phi. Thậm chí Chúa biết Đặng Lân là tên vô lại mà cũng sắc phong là quốc cửu, cho lập phủ đệ như một vị thế tử. Tên Lân ăn tiêu xa xỉ hơn một ông hoàng, nó muốn gì cũng được, ngang ngược thế nào ai cũng phải chịu ngày ngày chỉ cùng với bọn côn đồ đi hãm hiếp con gái đàn bà cướp nhà lấy của như một lũ giặc người con gái hay đàn bà nào mà nó vừa ý thì nó đuổi cho kỳ được phạm cả người nhà các quan đại thần quan tham tụng võ tá quyền mắng nó giữa đường nó đánh chết ngay chúa thét đem chém nhưng tuyền phì khóc lóc xin cho chúa tha bổng từ đấy nó càng ngổ nghịch tự xưng là cậu trời, không còn biết kiên nể là gì nữa. Nguyễn Mại lắc đầu nói. Nếu thế thì gọi là loạn con gì? Bảo Kim nói. Những người bị nó làm nhục như bà ấm sinh lúc nãy không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều người thất tiết tự tử cho tròn giá sạch, còn thì chỉ biết ôm giận cho qua đời, chứ biết kêu đâu. Vì thế mỗi khi nó đi đâu người ta chạy tán loạn, sợ hơn sợ thiên tai, nhà nào nhà ấy đóng cửa im lìm. Vô phúc bị nó phá thì đành dương mắt ra mà nhìn. Có ông Phủ dương chính doãn luận tội nó, nó đem bọn côn đồ đến giết cả nhà. Nguyễn Mại dậm chân. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Biết trước thì lúc nãy tôi đem giết nó đi cho dân thoát nạn nhưng sao nó lại nhũn với tôi thế lưu sĩ trực đáp nó nham hiểm và hèn lắm thấy ai vào tay sừng sỏ thì nó lủi đi như con rắn để cắn trộm lúc khác những khi ấy thì nó lại càng nguy hiểm nguyễn mại cười nói các chú cứ nhút nhát thế thì còn làm gì được tôi quyết trừ hại cho nhân dân cả bọn đồng thanh anh không nên vọng động. Tuyền Phi là một người thâm độc, có người chỉ đánh đặng lân một roi mà bị giết cả ba họ. Nguyễn Mại Dẫu sao cũng không thể tha được thằng giặc hung dữ ấy, nó với tôi một sống một chết. Nói đến đây, bỗng có tiếng ca hát gõ nhịp ở giữa hồ đưa lại. Bảo Kim nói Chúa ngự ra chơi cả bọn cùng nhìn ra hồ. Dưới ánh trăng một đoàn thuyền rồng đang rẽ sóng bơi đi. Tiếng tơ gãy, tiếng trúc thổi, tiếng người hát họa. Trong động tiếng sáo, tiếng đàn văng vẳng đưa lên, cảnh vui vẻ và mơ hồ bị cậu trời phá tan, nay trở lại. Nhường như khi đấng chúa tể non sông ra, mọi người đều yên tâm và không còn sợ kẻ nào đến phá bậy đêm hội nữa thuyền từ từ đi về phía hàng quỳnh hoa mái chèo đỏ để rơi tua tủa muôn hàng ngọc sáng bọn bảo kim và mọi người đổ xô lại để xem mặt chúa và tuyên phi vì cả năm mấy ai đã được biết mặt vị phó vương thay quyền thiên tử ban hành phép nước trước bến quỳnh hoa đứng trực thuyền cập bến chúa đứng đằng mũi hỏi to con cha có chấm được bài văn nào xuất sắc không Quỳnh Hoa đáp. Con còn đợi Trình Phụ Vương xem. Người ta lấy dây gấm buộc thuyền vào gốc dương liễu. Tĩnh Vương bước lên, theo sau là một trang tuyệt thế giai nhân, trạc 25-26 tuổi. Nguyễn Mại đoán ngay là Đặng Tuyên Phi. Bên cạnh Phi thì bao nhiêu cung nữ, kể cả Quỳnh Hoa bị lưu mờ, vì Phi trông rực rỡ, toàn thắm, toàn tươi đẹp mà không nhạt nhẽo, hơi đẩy mà không thô, nồng nàn mà không lơi lã. Phi là một người đàn bà có một sắc đẹp quyến rũ yêu quái. Người Phi là tiếng gọi của dục tình. Chúa và Đặng Phi bước lên, Quỳnh Hoa đón vào hàng quần anh. Chúa nhìn bốn phía một lát, thế hội kém bề náo nhiệt, phán rằng. Ủa, sao hội trung thu năm nay tẻ thế? Quỳnh Hoa định tâu, nhưng bắt gặp mắt sắc của Đặng Phi, nàng cúi đầu, tự biết uy quyền của mình không sao chống được với cái uy quyền chúa tể kia. Nguyễn Mại nói nhỏ với các bạn. Người đẹp thế kia làm gì mà chẳng gây vạ, làm gì mà thằng Đặng Lân chẳng hoành hành. Chúa tỉnh đô sau khi vào thăm hàng con gái, cùng Đặng Phi xem suốt đám hội, mua hoa quả, bánh trái, ăn uống như một người thường. Chúa lễ làm khoan khoái và lân la cho mãi đến gà gáy mới trở về thuyền. Chèo quế lại khơi sóng long trì, trong khi ngã nhạc tấu vang lừng, xen lẫn tiếng gà kết liễu hội trung thu. 2. Thấy Chúa đòi Nguyễn Mại mọi người đều sửng số. Bấy giờ mới tinh sương, Bảo Kim cùng Trần Thành, Lưu Sĩ Trực và Nguyễn Mại đang ngồi uống trà nói chuyện bên đỉnh trầm thơm. Nguyễn Mại thản nhiên, chàng lẩm bẩm. Chắc là việc hôm kia cậu trời đã toan hót với chúa và chúa đòi ta vào để hỏi tội chứ gì. Thôi cứ đi. Bảo Kim mặt thất sắc, hỏi người thị vệ. Bác có biết Chúa đòi việc gì không? Người thị vệ đáp. Tôi cũng không biết. Có lệnh thì tôi đi, thế thôi. Nguyễn Mại bước xuống thềm, theo người thị vệ từ biệt Trần Thành, Lưu Sĩ Trực và Bảo Kim. Bảo Kim nói. Khi nào Chúa cho ra thì anh lại ngay báo tin cho tôi biết nhé. Bực nhất là không hiểu việc gì cả mại cười đáp. Có lẽ việc ấy thôi, nhưng dẫu chết mà nói rõ cho chúa những cái lộng hành của thằng Đặng Lân thì cũng hả? Bảo Kim nói, Tôi mong rằng không phải vì việc náo động ở Long Trì mà chúa gọi anh, chứ nếu thật thì... Thì nguy phải không? Vì tuyên phi thì quá nuông em, Đặng Lân muốn gì bà cũng xin chúa cho bằng được, chúa chưa từ chối bà việc gì bao giờ chú không phải lo cho tôi tôi tự có cách khu xử Trần thành nói vả không có lẽ vì một chuyện nhỏ ấy mà chúa làm hại anh công lao hãng mã để đâu bảo kim tắt lưỡi nói anh thật thà lắm anh chẳng thấy chán vạn người công thần chỉ vì một tội nhỏ mà chết cả đế ư vua chúa có luận công bao giờ nguyễn mại nói các chú lôi thôi lắm để tôi đi bảo kim dùng dằng em hầu chè mổ thân xong cũng sang phủ chúa xem sao nguyễn mại dặn đừng làm kinh động bà nhé nói xong bước ra sân đi thẳng nguyễn mại với bảo kim là chỗ quen biết từ lâu hai cụ thân sinh ra hai chàng là chỗ bạn đồng khoa và hai chàng là bạn đồng song. Chẳng may Nguyễn Mại, bố mất sớm, nhà lại nghèo nên phải thôi học. Vốn có sức hơn người, chàng khảng khái đầu quân giữ cuộc nam phạt. Mẹ chàng, vợ chàng không bằng lòng việc ấy. Mà quan Thị Lan, thân phụ Bảo Kim cũng khuyên chàng bỏ cái ý định ấy đi, và hứa sẽ cho ăn đi học. Nhưng mãi quả quyết vào Nam và chỉ trong có mấy tháng chàng đã lừng lẫy trong Nam ngoài Bắc. Từ chân lính trơn chàng đã lần lượt qua hết các ngạch nhà binh. Và sau bốn năm nhảy lên hàng tướng giỏi của Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc, bậc danh tướng thời bấy giờ. Chàng được chúa trịnh rất chú ý, nhất là vì chàng còn trẻ tuổi trận đánh ở Phú Xuân chàng đã lập công đầu. Sau khi kinh đô chúa Nguyễn thất thủ, Hoàng Ngũ Phúc dân biểu báo tiệp và sai chàng đem sổ quân công về nộp luôn thể. Về tới kinh, sau khi làm trọn công việc ủy thác của chủ tướng, chàng được tòa trưởng phủ báo tin cho rằng nhân dịp Tết Trung Thu, chúa vì quá yêu tài chàng, ban cho chàng cái đặc ân được vào dự buổi dạ hội ở Long Trì chàng vui sướng vô cùng vì đó là một cái ân hãn hưởng nhưng cái vui nhất của chàng là đã được gặp bọn bảo kim tuy họ đã gặp nhau trong một trường hợp bực tức sau đó thì chàng về nghỉ ở nhà bảo kim đương khi chinh chiến trong nam ba năm trước chàng đã được tin quan thị lan quá cố chàng biết bảo kim là một trang phong lưu công tử sinh trưởng ở một nhà thế tộc trâm anh sung sướng hơn chàng nhiều vậy mà chàng vẫn ái ngại cho bạn vì bảo kim nhu nhược cần phải có nhiều người che chở khi biết tin tan biến của bạn để an ủi và nâng đỡ bảo kim tuy ở xa mà lúc nào chàng cũng chăm chú để ý đến người bạn thân ở chốn kinh hoa thư từ của bảo kim và các tin tức ngoài bắc làm cho chàng rất yên tâm và vui mừng Chàng biết Bảo Kim đã chịu khó chăm học và đã nổi tiếng văn chương. Tuy Nguyễn Mại là người trọng thực tế, không thích hư văn và những người mơ mộng, nhưng chàng rất rộng lượng về đường ấy với Bảo Kim. Chàng lấy làm sung sướng mỗi khi nhận được thư của bạn thường có kèm theo cả những bài thơ, phú, lời lẽ rất thiết tha và trang nhã. Những lúc việc binh rỗi rãi, chàng thường mời mấy bạn sang trại mình uống rượu và khi đã ngà ngà say chàng thường đứng dậy cầm kiếm gõ nhịp cất tiếng hào hùng mà ngâm thơ phú của người bạn phương xa những buổi ấy là những buổi vui nhất trong đời chiến sĩ của chàng sau những buổi một mình một ngựa tung hoành phá vỡ vòng vây nguyễn thị lan phu nhân rất yêu nguyễn mại tình yêu này do ở lòng thương mà ra thương vì chàng nghèo khổ từ thuở bé trong suốt thời kỳ chàng chinh chiến trong nam cụ lo ngay ngáy như một người mẹ thấy chàng trở về trong gân guốc và uy phong cụ hớn hở vui mừng bảo chàng bác trai khi trước cứ gàn cháu bác cũng lấy làm lo nếu cháu nghe bác thì đâu được đến ngày nay thôi cũng bỏ cho cụ nhà và chị ấy bốn năm đằng đẵng những lo cùng sợ nay về kinh chúa thượng chưa có lệnh hãy ở đây với bác và em may ra được về quê thăm nhà cũng không biết chừng thằng dũng bây giờ lên mấy rồi nhỉ mại thưa thưa bác cháu cũng không nhớ phu nhân và mọi người cười ồ lên cụ nói bố thế thì đem ra đánh cho chết đi khi cháu đi thằng dũng mới lên một thì năm nay nó lên năm chứ gì. Sau này cho nó theo học võ, chứ học văn như chú Kim trói gà không nổi thì chỉ hại cơm nước triều đình. Nhưng thôi, để bác sửa một bữa rượu mừng cháu, nhân tiện cho mời các bạn Kim đến chơi cho thật đông đủ, bỏ lúc cháu một mình một bóng ở tận chân trời. Và ngay sáng hôm sau, trong biệt thự của quan cố Nguyễn Thị Lan, một bữa tiệc linh đình đã đặt để thết nguyễn mại ngoài bảo kim ra người ta còn nhận thấy trong bữa tiệc ấy sáu người bạn cùng đi chơi với bảo kim buổi dạ hội ở long trì nguyễn mại đi rồi thì phu nhân vừa dậy sau khi nghe bảo kim thuật rõ câu chuyện phu nhân dậm chân nói thế có khổ cho anh ấy không mẹ đã bảo các con không nên dây đến đám đặng tuyên phi Sao các con cứ lôi thôi? Bảo Kim vừa pha trà hầu mẹ, vừa thưa. Thưa mẹ, thực ra chúng con có muốn lôi thôi đâu, nhưng nó làm quá lắm. Đến quan đại thần nó còn không kiên nể, huống chi làm mình. Dù có thế mà Chúa tin được. Thấy nó thì tránh đi có được không? Bây giờ thì làm thế nào? Thưa mẹ, chốt nữa con đi xem ra sao vả thưa mẹ đó chỉ là đoán phỏng đấy thôi chứ đã biết chúa đòi anh mại vào việc gì nghe đâu khen anh mại là trí dũng song toàn ngài vẫn muốn xem mặt anh mại vì anh là người trẻ nhất trong hàng tướng tá của ngài biết đâu ngài lại không chịu anh mại vào để ban khen được thế thì hay lắm nhưng chắc gì chúa bao giờ lại tiếp một viên tỳ tướng Chắc con họ đặng nó toàn hót cái gì nên mới có lệnh đòi anh ấy chứ. Chán quá. Có làm sao thì thực khổ cho bà cụ và chị mại, nhất là đứa con thơ. Cụ nhấp chén nước rồi nói tiếp. Nghĩ mà thương hại anh ấy, khổ từ bé, đến bây giờ chưa hết khổ hay sao? Thật là số vất vả. Trong khi ấy thì Nguyễn Mại rảo bước theo người thị vệ cầm đèn lồng đi trước tới cổng phủ chúa trời đã lờ mờ sáng người thị vệ vào trước một lúc lâu một người nội giám đi ra cúi đầu thi lễ rồi nói tướng quân theo tôi nguyễn mại lẳng lặng theo vào chàng có cái cảm giác như một con chim sẻ lạc vào một nơi xa lạ và vĩ đại chàng bỡ ngỡ trước những lâu đài tráng lệ và quy mô hùng vĩ của phủ chúa càng vào càng thấy huy hoàng. Trong bốn năm chinh chiến, chàng đã luyện được lòng tự chủ. Vậy mà trước cảnh uy nghiêm tôn kính này, chàng cũng thấy rợn người. Có tiếng ở trong sang sản truyền ra. Cho vào! Chàng theo người nội giám. Bước lên thềm, qua cánh cửa chạm rồng, qua chiếc bình phong lớn, Nguyễn Mại vào một gian phòng rộng và sâu, cột cao và cùng với sàn đều sơn đỏ tía. Câu đối nét vàng rực rỡ. Giữa nhà có treo một cây đèn rất to, lồng trong một chiếc khung bát giác sơn son thiếp vàng và có tua rủ xuống. Đèn hãy còn thấp. Trong cùng, treo trên tường một bức thêu tô vũ một dương. Trước có kê một chiếc sập lớn, trên sập hai bên rải đệm vóc giữa bày chiếc kỹ Một vị ngồi trên sập, lưng tựa vào chồng gối xếp. Nguyễn Mại nhận ra ngay là tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm mà chàng mới biết mặt trong đêm hội Long Trì. Sát vào sập có kê một chiếc ghế lớn, một vị đại thần ngồi. Nguyễn Mại tiến đến chỗ treo đèn, chàng phủ phục và hô. Thiên tuế! và chàng nằm rạp xuống chờ lệnh một lúc lâu tĩnh vương phán cho phép ngươi bình thân chàng đứng lên chúa nói gì với vị đại thần vị này nói đại vương truyền cho ngươi lại gần để ngài hỏi chuyện mại tuân lệnh chúa chỉ một cái đôn cách sập độ sáu thước chéo với ghế của vị đại thần và truyền. Cho ngồi. Nguyễn Mại luống cuốn. Tô vương gia, lệnh trên cho phép, nhưng tiểu tướng xin được đứng hầu. Chúa cười và nói. Con nhà võ mà còn khách sáo. Đây là trong nhà, không phải giữ lễ chúa tôi. Và quay hỏi vị đại thần. Có phải không, quận công? vị đại thần cung kính đáp. Đại vương đãi quần thần, thực chẳng kém chi quan võ. Chúa và vị đại thần cùng cười, vui vẻ lắm. Nguyễn Mại tự nhủ. Chắc không phải là việc cậu trời. Chúa nhìn Nguyễn Mại, mặt ngài tươi tỉnh. Người võ tướng trẻ tuổi bỗng thoáng nhận thấy cả cái vẻ vừa đỉ, vừa thông minh trong khóe mắt nụ cười của vị chúa đa tình nhất nhà trịnh chàng thấy yêu và quyến luyến tĩnh vương chàng tự hỏi ai cũng bảo chúa nghiêm nghị và đa sát nay mới biết thiên hạ đồn sai cả tĩnh vương thấy chàng vẫn đứng mặt bỗng biến sắc vẻ hòa nhã đổi ra vẻ nghiêm nghị ta đã cho ngồi người không phải giữ lễ giữ lễ quá thì mất cả thực thà mại cúi đầu vái tĩnh vương và vị đại thần rồi ngượng nghịu ngồi xuống đôn tĩnh vương trỏ vị đại thần và giới thiệu ta quên chưa nói cho ngươi biết quan huy quận công đốc trấn nghệ an mới về kinh mộ tiếng nhà ngươi muốn được biết mặt đã lâu tháng trước vua nhà thanh có đưa biếu ta mươi cân trà quý hôm nay nhân mời quận công vào uống trà ta sai triệu ngươi vào vừa để biết mặt một tay dũng tướng, vừa để hỏi vài câu chuyện phương nam. Nguyễn Mại đứng lên vái Tĩnh Vương và quận công và nói: "Tâu Đại Vương, thưa các hạ, tiểu tướng là một kẻ ti tiện, vốn chỉ biết trọn đạo thần tử." Không ngờ Đại Vương và các hạ quá yêu, tiểu tướng thật lấy làm thâm cảm vô cùng. Dẫu Đại Vương bảo nhảy vào nước lửa, tiểu tướng cũng không dám từ nan. Tĩnh Vương phán: người ngồi xuống và gọi nội giám bay pha ba trà một người nội giám bưng một chiếc khay gỗ trắc trên để một chiếc ấm và ba chiếc chén nhỏ đều một màu da lương bóng loáng huy quận công tâu chẳng hay bộ này có phải của người khách dương bảo sơn tiếng năm xưa người kinh thành đều khen là một bộ trà quý giá vô cùng tỉnh vương phán Đấy là bộ độc ẩm. Còn đây là bộ trà đức bình an vương để lại, quý hơn nhiều. Trước có bốn chén, ngày loạn quý hợi vỡ mất một. Chú thích, loạn quý hợi, loạn trịnh cối, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Mỗi khi dùng bộ trà này, ta lại nhớ đến công đức tổ tông. Huy quận công và Nguyễn Mại cùng tâu hạ thần xin cúc cung tận tụy giúp chúa công và chúc ngôi báu được vững bền muôn đời chúa vui vẻ thân pha trà và phán nhà trịnh quả đức được ngày nay là nhờ ở sự giúp đỡ của mọi người đó việc phương nam vẫn là mối lo của tiên vương nay quân nguyễn đã tan chúa nguyễn chạy trốn thành phú xuân đã về tay ta Tiền Vương được yên lòng dưới chính suối, đó chẳng là một điều mừng cho ta sao? Từ nay ta có thể nghĩ việc binh đao và cho thần dân được hưởng thái bình vạn đại. Chén trà này là ta mừng cho ta và chén trà này ta thưởng cho tráng sĩ. Nguyễn Mại run lên vì cảm động, nội giám dân trà chàng quỳ xuống lĩnh chén. Trà có một hương vị thanh khiết và thơm tho chàng thấy nhẹ nhàng và ân chúa thấm nhuần trong cơ thể tĩnh vương nhấp chén trà quay hỏi nguyễn mại trận đánh ở phú xuân thế nào mại tâu tâu chúa thượng khi đại quân tới trước thành phú xuân quân nguyễn thề cố chết giữ thành quân ta và quân giặc trong ba tháng đánh nhau hơn trăm trận Việc quận công thân ra đốc thúc tướng sĩ, xông pha tên đạn. Nhưng quân Nguyễn liều chết cố thủ, quân ta thiệt hại vô kể. Đại tướng phiền muộn, quân sĩ chán nản, lại thêm lương thực mỗi ngày mỗi cạn. Trong khi ấy thì quân Nguyễn tu bổ lại thành trì, tuyển thêm quân sĩ và viện binh của họ đã lục tục kéo đến tiếp ứng. Một hôm, nhân theo đại tướng đi úy lạo quan quân, tiểu tướng xin đại tướng cho phép đem 100 quân bản bộ vào sau lưng thành Phú Xuân, nơi sao huyệt của giặc làm nội ứng. Thấy tiểu tướng trẻ tuổi, đại tướng ngần ngại mãi mới cho đi. Năm ngày mới tới Phú Xuân. Vốn đã học được tiếng đường trong, tiểu tướng nghĩ ra một kế đứng ra giữa chợ, hô hào dân gian ra đầu quân phá giặc bọn anh em tiểu tướng thì giả làm những người hăng hái ra ứng mộ. Được dẫn vào ra mắt viên đốt trấn thành Phú Xuân là tôn thất tiệp. Tiểu tướng dâng một bài sách phá quân trịnh. Tỉnh vương và huy quận công cùng cười. Thế ra người là phản quốc. Mại cũng cười và tiếp. Tiểu tướng được trọng dụng ngay. Được mươi hôm, Giữa đêm mùng 9 tháng 10 năm ngoái. Chú thích là năm 1774, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhân lúc mưa phùn gió bất, tiểu tướng truyền lệnh cho 100 quân thân tùy, mỗi người ẩn một nơi, người thì được lệnh đốt kho súng, người thì đóng vai quân hoảng sợ vào tình quân giặc đã vào. Tiểu tướng cũng phục quân Nguyễn canh phòng nghiêm ngặt họ không hề chỉnh mãn một phút nào. Sau khi xếp đặt đâu đấy và khuyên anh em nên quên thân đền nợ nước, tiểu tướng dẫn 10 người cảm tử tới kỳ đài, giết hết lũ quân canh, rồi leo lên đỉnh, nhổ hiệu cờ quân Nguyễn, cắm cờ nhà trịnh. Kế đó tiểu tướng bắn ba ngòi pháo thăng thiên để báo hiệu cho quân nhà. Quân ta đợi sẵn, nhất tề sông sang, quân nguyễn biết là có biến lên cả mặt thành phòng ngự nhưng cũng vừa lúc ấy có một tiếng nổ kinh thiên động địa kỳ đài rung chuyển như đổ đến nơi và ở kho lương lửa bốc lên ngùn ngụt năm mươi anh em chạy tán loạn kêu trời khóc đất khiến cho quân nguyễn phải lây cái sợ họ bị những viên tướng nguyễn giết đi lòng tiểu tướng thắt lại nhưng quân nguyễn bấy giờ đã sợ quá rồi tiểu tướng Bắc Loa đứng trên kỳ đài hô. Bớ quân tướng nhà Nguyễn, hãy trông lá cờ trịnh pháp phới trên đầu các ngươi. Quân ta đã vào đến trong thành, thiên binh đã tới, chống cự cũng vô ích. Đứa nào hàng thì còn được toàn tính mệnh, đứa nào chấp nê chưa tỉnh, thì đừng có trách chủ tướng ta tàn ác. Quân ta đã đánh lên mặt thành, trông thấy anh em xã thân vì nước, tiểu tướng đứng riêng một chỗ tự lấy làm hổ thẹn vì thế tiểu tướng bước xuống kỳ đài nhưng dưới chân đài quân nguyễn vây kín như ong mười người anh em của tiểu tướng bị chúng băm như cám phần thì thương bạn phần thì giận giặc phần thì cố mong muốn cho chóng thắng trận tiểu tướng múa gươm xông vào giữa trùng vi quân giặc hô to chính thằng nguyễn mại giết chết nó đi. Tiểu tướng nói, Nguyễn Mại đây, đứa nào muốn chết thì treo vào Nguyễn Mại. Hết lớp này đến lớp khác, tiểu tướng cố sức mãi không sao ra được.